Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Angela Phương Trinh có thể bị phạt vì loạn ngôn. Ngày 2 tháng 6, AFA loan tin, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng vụ Angela Phương Trinh bị tố phát ngôn ngông cuồng. Theo đó, giới chức Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh mới đây cho biết sẽ trao đổi về tài khoản mạng xã hội của diễn viên Angela Phương Trinh trên góc độ văn hóa. Theo quy định về quản lý nhà nước trên lĩnh vực bù chính viễn thông, tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử thuộc về ngành thông tin truyền thông. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA cho biết thông tin này được truyền thông nhà nước loan ngày 2 tháng 6 sau một bài viết vào ngày 1 tháng 6 trên báo Vietnamnet yêu cầu xử phạt nghiêm nữ diễn viên này vì phát ngôn ngông cuồng trên mạng xã hội. Theo AFA, tài khoản Facebook của nữ diễn viên với 2,2 triệu người theo dõi những tuần qua liên tục đăng nhiều bài viết, bình luận chỉ trích tu sĩ Thích Minh Tuệ người bộ hành dọc đất nước để thực hiện tu khổ hạnh theo lời Phật dạy. Hiện tượng tu sĩ Thích Minh Tuệ đã gây nhiều chú ý trong công chúng, nhiều người tỏ lòng ngưỡng mộ ông và đi theo ông. Vẫn theo AFA, nữ diễn viên Angela Phương Trinh, tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh, trong các bài viết trên mạng xã hội, gọi tu sĩ này là một tên lang thang, gọi hành trình của vị tu sĩ ôm ruột nồi cơm điện đi khất thực là một bộ phim nồi cơm điện với diễn viên là Minh Tuệ, Lê Anh Tú. Lê Anh Tú là tên thật của tu sĩ thích minh tuệ và đám đông kịch bản là các thế lực tàn phá Việt Nam. AFA trích dẫn bài trên Vietnamnet tác giả viết: Những năm gần đây diễn viên Angela Phương Trinh không còn đóng góp gì cho nghệ thuật, thay vào đó là những phát ngôn gây sốc hoặc lan truyền thông tin sai sự thật. Và đây là hình sư thích minh tuệ. Theo bài viết trên Vietnamnet nữ diễn viên đã đăng tải các bài viết và video có giọng điệu gây gắt, ngôn từ nặng nề mang mục đích quy chụp hạ thấp uy tín của một số cá nhân, tổ chức. Điều đáng nói, bài viết trên nhấn mạnh, Angela Phương Trinh liên tục gọi những quan điểm trái ngược là truyền thông bẩn, những người có quan điểm hành vi trái ngược là giặc, và cho rằng họ đang phá hoại lật đổ Phật giáo. Trong một bài viết, Angela Phương Trinh còn xúc phạm tôn giáo khác. Mỗi nội dung được đăng tải thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Phần lớn người dùng mạng thể hiện cảm xúc phẫn nộ từng bài viết, video lượng bình luận ít do Angela Phương Trinh hạn chế tương tác. Bài viết đưa ra các dẫn chứng về việc nữ diễn viên đưa ra câu chuyện nhân quả không đúng hoặc hướng dẫn người dùng mạng chữa ung thư bằng cách nói chuyện với khối u và niệm Phật. Và đây là hình nữ diễn viên Angela Phương Trinh. AFA cũng cho biết nữ diễn viên đã từng bị phạt 7 triệu rưỡi đồng vào tháng 10 năm 2021 vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về việc chữa trị COVID-19 bằng dùng đất. Bài viết cho rằng những bài viết chia sẻ về kiến thức sai lệch có thể là căn cứ để xử phạt hành chính theo Điều 101 về vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội trong Nghị định 15 năm 2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. AFA cho biết thêm, sau bài viết này, nhiều người đã lên mạng xã hội bày tỏ sự đồng tình về việc phải xử phạt nữ diễn viên này. Bài viết trên Vietnamnet dẫn lời nhà văn, nhà báo Nguyễn Hồng Lam cho rằng vì cô được coi là người của công chúng. Tôi nghĩ các cơ quan quản lý văn hóa cần phải có những chế tài trừng phạt thích đáng với Angela Phương Trinh, khóa hẳn những tuyên bố sai trái và vô đạo đức đó lại. Đó là điều cần làm để văn hóa không bị nhét rác, bôi bẩn và phỉ bán, cũng là để dạy dỗ một kẻ mang mát nghệ sĩ, phải biết cách hành xử, phát ngôn thật sự có văn hóa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Angela Phương Trinh có thể bị phạt vì loạn ngôn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất và nhanh nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tổng trọng đã vô hiệu hóa quyền Bộ trưởng Bộ Công an vì sao Tô Chủ tịch hết hy vọng. Theo giới quan sát, sau hội nghị trung ương chính, tổng trọng với sự hỗ trợ của bộ quốc phòng đã mau chóng ổn định lại tình hình nội bộ. Kể từ đó, bộ công an cũng chấm dứt các chiến dịch bất bớ trên diện rộng đối với các lãnh đạo cấp cao và sân sau của họ. Thậm chí, vụ án công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh công minh cũng bị gác lại. Và đây là hình tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 30 tháng 5, truyền thông nhà nước đưa tin, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã quyết định đưa hai vụ án tại tập đoàn Thuận An và Phúc Sơn vào diện theo dõi chỉ đạo. Đồng thời, thường trực ban chỉ đạo ông Phan Đình Trạc đã chỉ thị trong năm 2024 xét xử 36 vụ án, 8 vụ việc đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 6 vụ án trọng điểm theo kế hoạch. Những điều này cho thấy các ban đảng của Tổng trọng đã lấy lại thế chủ động trong công cuộc chống tham nhũng. Trước đó do sơ xuất các ban đảng đã để thế chủ động lọt vào tay Bộ trưởng Công an Tô Lâm và chính điều này đã gây ra sóng gió cung định. Được biết, ban chỉ đạo này được thành lập vào năm 2013, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đồn đốc, công tác phòng chống tham nhũng trên phạm vi cả nước. Theo đó, ban chỉ đạo có thẩm quyền, chỉ đạo duy nhất Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc xử lý kỷ luật đối với đảng viên thuộc phạm vi quản lý. Còn việc điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng và tiêu cực được giao trách nhiệm cho Bộ Công an thực hiện trên cơ sở các quy định của đảng, nhà nước và pháp luật. Theo giới phân tích, đây là một lỗ hổng lớn đã tạo điều kiện cho ông Tô Lâm và Bộ Công an lạm quyền và tiến tới lộng hành như đã xảy ra trong thời gian vừa qua. BBC Việt ngữ nhận định đây có thể là phản ứng của lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều chuyên gia cho rằng đấu đá trong nội bộ đảng đang ngày càng gây gắt trước giai đoạn chuẩn bị nhân sự cho đại hội 14. Trong bài viết Thanh Trừng Chính trị vai trò giới hạn của Bộ Công an, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn đã đưa ra các bình luận và phân tích đáng chú ý, cho thấy tổng trọng và các cấp có thẩm quyền đã mau chóng sửa sai bằng cách cho sửa đổi những quy định cũ về ban chỉ đạo để chống sự lạm quyền của Bộ Công an trong công tác chống tham nhũng. Và đây là hình Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm. Theo tác giả, trong chiến dịch đốt lò suốt 10 năm qua, với độc quyền điều tra, Bộ Công an đã khống chế chiến dịch này. Người đứng đầu Bộ Công an, ông Tô Lâm, đương nhiên trở thành thế lực nắm quyền sinh sát trong đảng. Điều này được giáo sư Abuja đưa ra trong nhận định Bộ trưởng Tô Lâm đã vũ khí hóa chiến dịch chống tham nhũng để nuôi tham vọng chính trị cá nhân. Theo tác giả Nguyễn Anh Tuấn, trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam học theo Đảng Cộng sản Trung Quốc và cơ quan này đóng vai trò như một tiểu tổ lãnh đạo theo kiểu tập cận bình. Đó là một cơ chế mà lãnh đạo hạt nhân dùng để điều phối và chỉ đạo một loạt cơ quan đảng và chính quyền nhằm thực hiện công tác chống tham nhũng. Theo đó, tiểu tổ lãnh đạo giúp lãnh đạo hạt nhân vừa chỉ đạo được một loạt các cơ quan vừa khiến các cơ quan giám sát chéo lẫn nhau. Quan trọng nhất là không phụ thuộc vào riêng một cơ quan nào đối với những công tác quan trọng. Nhưng tiếc rằng ông Trọng cũng như lãnh đạo Việt Nam lại không thuộc bài. Trong công cụ đốt lò, thay vì chỉ phụ thuộc vào một cơ quan như Bộ Công an hoặc Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương đến nay cũng bằng cơ chế ban chỉ đạo, tổng trọng vừa có thể điều phối hoạt động giữa các cơ quan, vừa để chúng giám sát lẫn nhau. Điều mà theo Nguyễn Anh Tuấn, ông Trọng vừa đạt được mục tiêu đốt lò mà không lo có anh thợ lò nào thành kiều binh quay lại chiếm đoạt cái lò của mình. Đó là lý do tồn tại của các tiểu tổ lãnh đạo. Và đây là hình ông Phan Đình Trạc, phó ban chỉ đạo. Tác giả cũng lưu ý, trong ban chỉ đạo của ông Trọng, không chỉ có Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và ban nội chính mà còn có đại diện của nhiều cơ quan khác. Với 8 ủy viên Bộ Chính trị và vai trò trưởng ban nhân sự của Tổng trọng, thật khó để nói rằng một mình ông Tô Lâm, bất luận ở vị trí Bộ trưởng Công an hay Chủ tịch nước, có khả năng chi phối toàn bộ ban chỉ đạo. Tóm lại, trong mô hình ban chỉ đạo mới thì Bộ trưởng Công an chỉ là một thành viên, vì vậy không có khả năng chi phối chiến dịch đốt lò người chủ lò quyền uy thật sự và nắm quyền sinh sát các đồng chí trong tay vẫn là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều đó cho thấy quyền sinh, quyền sát của Bộ trưởng Công an hay bất kể là ai khi đã chính thức bị thu hồi và ghế tân Bộ trưởng Bộ Công an sắp tới cũng chẳng giúp gì nhiều cho Chủ tịch Tô Lâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng trọng đã vô hiệu hóa quyền Bộ trưởng Bộ Công an vì sao Tô Chủ tịch hết hy vọng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.